Vâng, chào tất cả anh chị đang xem video bên tượng gỗ trông kiên Hôm nay thì em giới thiệu với anh chị Một tác phẩm bình nho sóc được chế tác từ uh, gỗ nu hương anh chị nhá Với chất nu, uh, là nu 3D và kín mít luôn ạ Đục hai chú sóc bên trên đang uh, nô đùa trên chiếc bình phú quý đấy ạ Vâng, em đang quay tứ diện tác phẩm để cho anh chị cùng thưởng đám Vâng, lưu, nu hầu hết tứ diện tất cả các mặt của cái bình phú quý anh chị nhá đây ạ, với cái chân nu hồng rực và kín mít luôn Khi mà chúng ta nhìn vào, nhìn ở bên ngoài nhìn rất là đẹp anh chị ạ Đẹp tuyệt vời luôn Và em sẽ quay sát vào cho anh chị cùng chiêm ngưỡng Những cái lá Những cái lá cũng được đục rất là tỉ mỉ và kỹ càng Từng cái gân lá một ạ Và anh chị nhìn đi ạ từng cái gân nhỏ li ti ni ti một cũng được tỉa tót một cách kỹ càng nhất và thì nghệ nhân rất là đục khéo léo và kênh bong tác phẩm này là liền khối hết anh chị chưa tác phẩm lưu kín và là liền khối hết đây ạ và một tác phẩm có kích thước là chiều cao là 43 chiều ngang 40 và chiều sâu là 33 anh chị ạ à, tác phẩm em sẽ quay cả phía bên dưới phía chân mình cũng được tạc Tạc những cái lá đấy ạ Được lá được đục kênh lên chứ không dính vào phần gỗ anh chị nhé Đục kênh lên khỏi cái mặt gỗ luôn đấy ạ Đây là phần nu đẹp nhất của chiếc bình đấy ạ Nu những cái chân nu hồng rực luôn Và tác phẩm này thì bên em mới vừa hoàn thiện Đây hai chú sóc đục rất là vui mắt và tinh nghịch vâng à, và khi anh chị sở hữu một tác phẩm bình phú quý nho sóc thì có ý nghĩa về phong thủy chiêu hút tài lộc may mắn về cho gia chủ anh chị nhé và đặc biệt là khi chúng ta sở hữu trưng những tác phẩm uh, nu hương ở trong nhà làm cho ngôi nhà của anh chị trở lên Sa.